Hello, xin chào các fly. Hôm nay chúng ta sẽ đến với các hình dạng và trạng thái sức mạnh cùng mọi dạng biến hình mới nhất 2022 của Sengoku nhé. Khác với tập trước, tập này sẽ chi tiết hơn và bao luôn các dạng có trong ngoại truyện. Nếu có bổ sung thêm, bạn hãy comment ở dưới nghe. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Một dạng căn bản thuở ấu thơ. Đây là lúc Goku mới xuất hiện, là trẻ con cơ thể bé xíu dễ thương với sức mạnh châu bò súng bắn không có thủng. Cậu ta vẫn là một tấm chiếu mới chưa có trải sự đời. Đối với cậu thì đàn ông luôn có đuôi, còn phụ nữ chẳng có cái gì hết. Goku đã chứng thực điều đó với vợ của Vegeta. 2. Dạng khỉ đột khổng lồ. Nhờ vào cái đuôi của mình, Goku có thể hấp thu sóng Blue từ mặt trăng để hóa thành một con tinh tinh khổng lồ tăng gấp 10 lần sức mạnh căn bản. Goku không có quyền lựa chọn hóa hay là không nếu lỡ nhìn lên mặt trăng. Và khi còn bé, anh ta không tự điều khiển được dạng Titan của mình. Anh ta rất hoang dã điên cuồng, gặp đâu đấm đó chẳng phân biệt địch ta, có thể chưởng bằng mõm. Khi cục đuôi hoặc có thằng nào đập mặt trăng thì Goku không thể hóa dạng này nữa. 3. Dạng unlock tiềm năng. Sau khi Goku thật sự uống nước thánh của thần mèo chứ không phải bị cho uống nước lạ nữa, thì Goku đã bị trúng gió 3 ngày 3 đêm. Khi vượt qua được nó thì tiềm năng của cậu đã được giải phóng, tiếp cận sức mạnh tinh tinh khổng lồ trong trạng thái cơ thể bình thường. Lâu lâu có thể nhìn thấy hào quang con khỉ bao quanh cậu ta khi chiến đấu. Khả năng này ngoài mang cho cậu sức mạnh để làm donut gã ma vương Piccolo, thì còn đem cho cậu Haki quan sát cấp cao, có thể phát hiện vị trí kỳ của mọi người từ xa. 4. Dạng trưởng thành. Anh ta đã cao lớn hơn sau khi luyện tập với Thượng Đế Kami. Tương ứng với dạng trưởng thành này có Goku Seno, Goku GT, Goku Cờ cùng những Goku ở những dòng thời gian song song khác. Tính theo dòng thời gian xuất hiện thì mấy người kia già hơn một chút. Ngoài ra sau khi luyện với Thượng Đế thì Goku đã có khả năng lột đồ để tăng sức mạnh giống Piccolo. Chẳng là ông già cho mặc bộ đồ nặng cả tấn để Goku quen với loại trọng lượng đó. 5. Dạng Goku linh hồn. Thực chất là Goku đã đi củi sau khi bị gã Piccolo xiên cả hai anh em nhà thằng này. Ở thế giới Dragon Ball, mọi sinh vật khi chết đi sẽ hóa thành một đốm sáng để đi đầu thai. Riêng cá nhân Goku là con ông cháu cha có quan hệ với Thượng Đế lẫn ba hạt mít, nên được xin xỏ giữ lại hình dáng cơ thể của mình, rồi được thân gửi qua thần vũ trụ Bắc để học võ công. Ở dạng này Goku có xác thịt vật lý đầy đủ như thường, có thêm cái vòng thánh trên đầu, nhưng không được trở về không gian nhân giới trừ khi được phép. À, ngoài Goku thì hàng đống thằng phản diện cũng giữ được thể xác. Chắc chỉ có người bình thường với thằng bư béo xui xẻo mới phải đi đầu thai. 6. Dạng Kaioken. Đây là một kỹ thuật tăng sức mạnh căn bản, tuy nhiên ta tạm coi nó là một dạng biến hình cũng được. Hiện tại nó là một kỹ năng độc quyền của Goku, có thể nhân 2, nhân 10, nhân 20, thậm chí có thể tăng đến 100 lần sức mạnh nếu cần. Khi kích hoạt dạng này, Goku được bao phủ bởi một luồng hào quang đỏ kiểu rực cháy như là ngọn lửa, làm phồng lên quần áo và tóc tai nếu mà có. Người ở bên trong có cảm giác như là chuyển sang màu hồng, và người dùng buộc phải giữ luôn hào quang này mọi lúc chứ không tắt được như cái dạng Shishian. Tuy nhiên kỹ năng này dễ dàng cắn trả người dùng, nhấn sức mạnh càng nhiều thì về sau hậu hoạn càng lớn. Tốt nhất chỉ nên nhân 10 nếu cần thiết thôi, hậu quả thậm chí có thể bị liệt toàn thân vĩnh viễn. Hiệu ứng này có thể bỏ qua nếu bạn là nhân vật chính. 7. Cơ thể Ginyu. Trong trận chiến ở hành tinh Namek, vì khinh địch và thiếu hiểu biết, Goku ta đã bị đội trưởng Ginyu hoán đổi cơ thể. Mà thằng chả có đổi thường đâu, tự quýnh trọng thương mình rồi mới đổi. Kết quả là cả hai thằng không thể vận dụng hết sức mạnh tiềm ẩn của nhau, chỉ vận được ki cơ bản để bay hoặc dùng chiêu cơ bản. Goku thảm hơn một chút là ở trong hình dạng Ginyu, phải vừa bay vừa ôm ngực đau đớn khôn tả. 8. Giả Siêu Saiyan. Hình thái này chỉ xuất hiện trong movie Last Slug. Vào thời điểm này, Goku cùng đoàn làm phim cũng chưa biết Siêu Saiyan là cái giống ôn gì. Thật ra ông tác giả đích cho lên nên thần Bakayo mới hiểu lầm nó là Siêu Saiyan trong truyền thuyết. Vào lúc Goku bị đánh gục không có đường quay đầu, thì Goku đã chơi con bài con cưng cuối cùng bút lên cơn thịnh nộ, giải phóng một luồng hào quang vàng lớn quanh cơ thể và trở thành giả Siêu Saiyan. Ở dạng này Goku trông tương tự với Kaioken của mình, nhưng cơ thể ảnh to lớn hơn, đôi mắt trắng giả như là Broly trong dạng Siêu Saiyan huyền thoại. Mái tóc đen trở thành đen pha đỏ. 9. Siêu Saiyan cấp 1. Khi thằng bạn Krillin của Goku chết đi lần thứ N, và lần này chết bởi Frieza ngay trước con mắt của Goku, đến khiến anh ta vô cùng phẫn nộ. Lần đầu tiên tiếng hét biến hình huyền thoại và khả năng sơn tóc tăng sức mạnh bội phần đã được áp dụng vào phim.
Goku đã trở thành Super Saiyan lần đầu tiên trong truyện. Thời điểm này ai đó đọc truyện lần đầu tiên năm 96-97 thì hết sức là bức xúc luôn. Trời ơi, nó đã vãi. Ở dạng này Goku cao lên một chút, làn da trắng hơn, vừa cao vừa trắng, nói chung là thượng đẳng. Đôi mắt trở nên nghiêm nghị với con mắt thành màu xanh lá cây, tóc trở nên vàng dần lên bó cục chứ không có sợi lẻ nữa. Hào quang màu vàng bao quanh người đôi khi tóe lên tia lửa đèn nhẹ. Cái trạng thái tiêu cực khó chịu được thổi phồng lên khiến Goku trở nên khá là hung hăng. Trong trạng thái này anh được nhân 50 lần sức mạnh, đánh cho con khủng long Frieza 100% sức mạnh hoàn hảo, trở thành con thằn lằn rách chết trong kẹt cửa. 10. Siêu Saiyan Kenki. Trạng thái này lần đầu tiên xuất hiện tại movie Super Android số 13. Khi này Android số 13 đã trở nên quá mạnh không thể đánh bại, Goku lập tức bút Haki truyền thống, đó là tạo ra một dạng mới để đánh cho lật kèo. Lần này Goku chơi khác một tẹo. Anh ta tạo ra quả cầu khinh khí khổng lồ, nhưng anh không chơi cái trò cũ xì quăng nó vào mặt đối thủ, mà chuyển sang thôn phệ nó luôn. Ở dạng này Goku gần như mất đi suy nghĩ và nhận thức, có thể nói là vô ý thức. Chiến đấu hoàn toàn dựa trên bản năng khi cảm xúc được đẩy đến mức cực kỳ thịnh nộ. 11. Saiyan cấp 1 tầng 2. Đang yên đang lành, bỗng nhiên có một đám android do người trái đất chế tạo, mạnh vượt quá cả chú tể vũ trụ Frieza, còn mạnh hơn hẳn Saiyan ngàn năm có một. Goku buộc phải trốn lên phòng tập thời gian luyện tập nhằm tìm cách vượt qua trạng thái Super Saiyan cơ bản. Cuối cùng Goku đã vượt quá dạng 1 mà bước lên bậc 2 của Saiyan cấp 1. Ở trạng thái này cơ bắp của anh ta căng phồng, sức mạnh tăng rất cao nhưng tốc độ lại bị chậm đi hẳn. Thêm vào đó phải tốn rất là nhiều ki để mà duy trì hình dạng. Goku phát hiện ra rằng thả xài dạng mô còn hơn, thế là dạng này đến còn xài được một lần nào nữa. 12. Saiyan cấp 1 tầng 3. Hình thái này anh đạt cùng lúc với tầng 2, thật ra là để khe thằng con Gohan của mình rồi tắt đi cho đỡ tốn điện. Trong bản dịch Kim Đồng, nếu bay nhớ không lầm thì họ gọi cấp này là Saiyan cấp 4, cấp 5 gì đấy. Còn Saiyan cấp 3 bình thường thì gọi là cấp 10. Ở dạng này cơ bắp siêu to như mấy anh phòng gym cục, sức mạnh khổng lồ gấp nhiều lần tầng 2 nhưng bị nó hút ki như điên. Nhanh chóng rút kiệt năng lượng không cho phép Goku sử dụng lâu dài. Tốc độ và sự nhanh nhẹn thì bị thọt quá thể. Goku cho rằng cái dạng này mạnh hơn hẳn sẽ bỏ hung bán hoàn hảo. Thế nhưng để mà làm gì cơ chứ, khi nó chỉ coi mình như là một cái bao cát di động. 13. Saiyan Full Power. Sau khi Goku chốt đơn là dạng căn bản mới là chân ái, anh ta đã dùng phần thời gian còn lại trong phòng thời gian để giữ trạng thái Super Saiyan càng lâu càng tốt. Dần dần anh giảm bớt cảm giác hung hăng xen lẫn khó chịu của dạng Super Saiyan. Cuối cùng Goku thành công thay vì thành thụ. Tóc anh ta vẫn vàng nhưng hào quang tốn kỳ đã được hút hết vào trong cơ thể, giảm mất hao năng lượng ra ngoài để mất tối đa. Điều này khiến Goku đánh nhau với đầy đủ sức mạnh của dạng Super Saiyan mà không bị hao hụt quá nhanh như trước. 14. Saiyan Kaioken. Trạng thái này chỉ xuất hiện trong movie Fusion Rebirth. Goku dùng nó trong giải đấu võ thuật của cõi âm tà. Lúc này Goku có thể thoải mái gồng Kaioken khi đang ở trong trạng thái Saiyan mà không sợ bị cắn chả. Còn xác đâu mà chả, chả hổ cái. Mà cái Saiyan Kaioken này chỉ dùng ở thế giới bên kia của người chết thôi, chứ về trần gian chơi chiêu này là xong xác liền. Cơ thể xác suất cao lập tức bị nát bét bèn bẹt. 15. Saiyan cấp 2. Trạng thái này không biết Goku kích hoạt vào lúc nào, chỉ biết là khi anh ta đang ở âm giới sau thất bại của Super Hung. Trạng thái này tạo ra một số thay đổi như mái tóc trở nên nhọn hơn, kiểu tóc khác đi, cơ bắp trở nên rõ ràng hơn. Và rõ nhất của dạng này đó là hào quang quanh cơ thể kèm thêm điện xanh xẹt xẹt nữa. Goku dùng dạng này khi mà anh nghiêm túc một nửa, sức mạnh dạng này tăng 100 lần so với căn bản. 16. Saiyan cấp 3. Đây là trạng thái mạnh nhất của Goku ở Dragon Ball Z, cũng chỉ có mình Goku đạt được vì anh đã dùng nhiều năm luyện tập ở âm giới. Chỉ ở nơi đó mới đủ ki lẫn điều kiện thích hợp để mà luyện tập được dạng này. Khi dùng nó ở trái đất, ki sẽ rút cực nhanh khiến Goku nhanh chóng cạn mất sức mạnh và phải trở về địa ngục. Trong dạng này tóc anh dài tới mông, lông mày cạo sạch sẽ, trán cao với hốc mắt to nhìn có vẻ tà ác hơn. Cơ bắp hào quang tia lửa điện đều tăng trưởng, sức mạnh ở dạng này tăng đến 400 lần so với dạng căn bản. Về sau này ở Dragon Ball Super ảnh gần như không thèm xài tới nữa, vì mấy cái dạng cao cấp hơn, mạnh hơn là ít hao ki hơn, họa sĩ cũng đỡ phải vẽ tóc ta rườm rà. Hẳn là ông tác giả ông lười đấy. 17. Saiyan cấp thần. Trạng thái này có được khi Goku không có đường nào ăn được thần hủy diệt Beerus nữa.
Vậy là sau khi rồng thần bày cho thì Goku đã đạt được hình thức này nhờ vào sự giúp đỡ của 5 Saiyan khác. Ở dạng này Goku gần giống như dạng căn bản, như tóc màu đỏ, giữ nếp nhiều hơn, đôi mắt đỏ tươi trẻ trung hơn, da tối sẫm kèm với aura thần thánh rực cháy. Ở dạng này khiến cho thần hủy diệt Beerus đánh giỡn chơi trở nên nghiêm túc hơn. Ông ta phải tăng gấp 3 lần sức mạnh của mình để đánh, từ 1% tăng đến 3% cơ mà. Hạ gục thằng Saiyan cấp thần này ngay chớp mắt. Về sau này Goku đã thành thục trạng thái cơ thể để có thể hóa lên Saiyan God bất kỳ lúc nào mà không cần đến 5 Saiyan hỗ trợ. 18. Saiyan vượt qua cấp thần Saiyan Beyond God. Trạng thái này không có trong manga mà chỉ có trong anime. Về căn bản thì Goku đã học được cách sử dụng sức mạnh thô và các giác quan nâng cao của cấp thần để mà sử dụng mà không cần phải biến hình. Có thể nói nôm na là anh ta có sức mạnh của dạng tóc đỏ trong khi tóc vẫn là đen. Lúc này ki của anh ta bao quanh cơ thể với màu trắng tinh khiết như là sữa. Khi ảnh hóa Super Saiyan trong dạng này, lập tức tiến lên dạng Blue thay vì lên dạng Super Saiyan. 19. Super Saiyan God Super Saiyan. Hay chúng ta gọi tắt là Siêu Saiyan Xanh Blue cho nó nhanh. Có vẻ như sau khi luyện tập với quyết ở thế giới của thần, Goku đã hấp thụ khá nhiều ki thần để có thể tiến lên trạng thái cao hơn của Super Saiyan God. Trông nó giống với trạng thái Super Saiyan, tuy nhiên toàn bộ lông trên người Goku đều trở thành màu xanh, bao gồm cả lông nách. Đôi mắt cũng xanh, sức mạnh vượt trội so với cấp thần, khả năng kiểm soát điều phối ki bản thân có thể nói là đỉnh của chóp. Tuy nhiên khởi nguyên của dạng này khiến Goku rớt sức mạnh liên tục. Chỉ cần gồng lâu hay biến hình nhiều lần là hao gần sạch, chỉ sai được khoảng 10% sức mạnh đích thực mà thôi. 20. Siêu Saiyan Blue hoàn thiện Perfect Super Saiyan Blue. Dạng này giống như dạng Full Power Super Saiyan. Vì dạng Blue chỉ xài sức mạnh thực sự được có vài phút đầu, nên Goku chơi kiểu bổn cũ soạn lại. À không phải là kiểu anh hóa Blue mọi lúc mọi nơi nhiều đến mức mà trạng thái Blue nó chà thua anh luôn, mà là anh hút trực tiếp luồng ki đó vào người. Luồng ki thần Blue bị hút vào cơ thể khiến cho Goku đạt được sức mạnh Blue mà không bị tiêu hao ra ngoài quá nhiều, xài được rất là lâu luôn. Tuy nhiên Goku phải kiểm soát không cho ki thoát ra ngoài quá nhiều. Thoát nhiều quá nó xui nó nổ tung xòe là đi rời cả lũ. Lúc nào cũng phải tập trung cao độ, nó căng thẳng lắm à. 21. Siêu Saiyan Blue Kaioken. Với khả năng kiểm soát ki đỉnh của đỉnh dạng Super Saiyan Blue, Goku đã có thể sai Kaioken luôn trong dạng này mà không sợ bị cắn trả mạnh mẽ. Bị cắn sơ sơ thôi à. Ở dạng này Goku nhận được một bộ hào quang kép. Hào quang cao kê màu đỏ bọc quanh cái hào quang màu xanh của Son Goku. Ở trạng thái này Goku có thể chơi khô máu với bất kỳ thằng nào mà mình muốn, thậm chí nhân lên 20 lần sức mạnh mà không bị căng thẳng thần kinh. Tuy nhiên cao kê nhân theo sức mạnh căn bản chứ không nhân sức mạnh sau khi bút ki của thần, nên vòng hào quang nó tách biệt với nhau. Thành ra sức mạnh thật sự của Blue chỉ nhân 2 là căng, chứ ở dạng thần đùng một cái tăng 20 lần sức mạnh thì nghĩ đi chứ ai mà thèm chơi nữa. 22. Cơ thể của Yamasu. Trong dòng thời gian chính ban đầu, gọi là thời gian gốc đi ha, thời gian gốc đó, Yamasu với lòng căm thù con người vô biên đã xin siêu cấp rồng thần cho mình hoán đổi cơ thể với Son Goku, kẻ mà anh cho rằng là người mạnh nhất nhân loại. Thế là Goku đã có hình dạng của thằng cha thần da xanh này nhưng lại không biết xài nó. Anh tỏ ra bất lực khi thằng cha Yamasu dạng cu đen dễ dàng giết mình trong dạng cơ bản nhất. Thằng cu đã chết đấy mới chính là Goku trong dòng thời gian gốc đấy. Còn Goku mà các bạn thấy đánh nhau với cu đen chính là cu phụ do Trung Cộng cài vào. Sau làm nhân vật chính luôn giống như Tôn Ngộ Không thật, Tôn Ngộ Không giả. Có khi Như Lai thẳng tay giết luôn thằng thật ngông cuồng để lại thằng giả hiền lành dễ dạy đấy. 23. Dấu hiệu siêu bản năng. Đây là trạng thái mới mà Goku đạt được trong giải đấu sức mạnh. Trong anime thì Goku đã hấp thụ sức mạnh của quả cầu kết khi để phá vỡ lớp vỏ tinh thần trong tiềm thức, mở ra tiềm năng sâu sắc hơn bên trong của mình. Còn trong manga thì nó là đỉnh của chóp võ thuật khi Goku được cụ Ruu xem xét thông não rồi nhớ về quá khứ. Tóc anh và phong cũ nhưng kiểu vuốt keo dựng đứng lên, ánh mắt vuông vắng nghiêm nghị, trong đen trở thành màu bạc, hào quang quanh người trở thành màu bạc phức tạp với vẻ ngoài lấp lánh. Ở trạng thái này gần như mọi thông số thể chất, trí tuệ, năng lượng, tinh thần đều tăng lên đáng kể. Đã vậy còn có thể hồi phục các vết thương trước đó, học hỏi thích nghi trải nghiệm chiến đấu rất là nhanh. Điều đặc biệt nhất là nó cho phép ảnh tự động phản ứng với các mối đe dọa hiệu quả nhất có thể. Rất khó để tương vào mồm anh ta vào lúc này trừ Chi Chi ra. Tuy nhiên trạng thái này có nhược điểm là truy cập rất ngẫu nhiên, không tự chủ được trừ nguy hiểm cực độ hay là tác giả muốn như vậy. Nó lại còn cực kỳ hao nhiều năng lượng vì pha trộn giữa hai chế độ tự nhiên của sức mạnh thánh thần. Ngoài ra khi đạt được nó không có ổn định, có thể mất đi bất cứ lúc nào. Sau khi được huấn luyện bởi thiên sứ Mirus, Goku đã có thể truy cập dấu hiệu siêu bản năng tùy thích rồi.
24. Bản năng vô cực hoàn hảo, Perfectus Ultra Exit. Sau khi hiểu được những lời nói của Whis về khả năng tự trị, Goku đã có thể từ bỏ mọi nghi ngờ bản thân và sống trọn vẹn tại thời điểm hiện tại, kiểu như đắc đạo ấy. Khi dùng cảm nhận hòa bản thân với mọi thứ xung quanh, cảm nhận mọi thứ đều có liên kết với nhau. Một là tất cả là một. Mọi tế bào trong cơ thể của anh đều có thể tự trị. Goku đã có thể mở ra tiềm năng đầy đủ của sự tấn công và phòng thủ. Lúc đó Goku bắt đầu biến hình, ánh sáng bạc bắt đầu rộng ra bao bọc thôn phệ ảnh, mái tóc trở thành màu bạc, màu da sáng lên thiếu tự nhiên như dùng kem trộn, cơ thể tự trẻ hóa lại, cái cơ thể của ảnh nó còn tự xé áo để lộ ra những múi cơ hoàn hảo, tất nhiên là không thể xé quần rồi. Ở trạng thái này Goku kiểm soát ki cực kỳ tốt, có thể ngăn chặn bất kỳ đòn ki nào phóng vào mình, thậm chí đối thủ yếu hơn đấm vào ảnh sẽ bị gãy tay, Goku không thèm cả đỡ luôn. Trạng thái này vẫn cực kỳ tốn mana nha, Goku cũng không thể duy trì lâu được. Sau chương về thằng tù giải ngân hà, thì Goku đã hút ki bạc vào trong người cho nó đỡ tốn. Người phàm không thể thấy dấu hiệu năng lượng thần thánh bao quanh anh ta nữa. 25. Bản năng vô cực thực sự, Goku Chi Ultra Instinct. Đây là một loại bản năng vô cực dựa trên cảm xúc, cũng là một bản nâng cấp dấu hiệu siêu bản năng dành riêng cho Goku. Hình dáng này chính là loại mà Thiên sứ Whis nói tới. Khi anh ta có bản năng vô cực thì không phải biến hình và cũng không cần phải cố gắng để mà duy trì nó để mà làm gì. Nó luôn luôn tồn tại. Ở dạng này Goku có ngoại hình giống với dấu hiệu siêu bản năng, nhưng không hề có hào quang bạc kỳ lạ bao quanh. Có thể nói nó gần giống dạng căn bản nhất, thứ khác đi chỉ là đôi mắt cùng chút xíu mẫu tóc. Về sức mạnh nó có vẻ lớn hơn hẳn với bản năng vô cực khi có thể xoay ngược thế cờ trong trận đấu với Ga. Ở dạng này Goku có thể tự chủ theo cảm xúc của mình, chứ không để bản năng tự trị chiến đấu với thái độ bình tĩnh vô cảm, thứ mà Goku không ưng cho lắm. Dù mạnh mẽ đến như vậy nhưng anh vẫn bị con bao cát đen đánh cho sườn ngay lập tức. Thật không thể tin nổi, con thằng lằn đen đã có sức mạnh vượt qua vô cực, hay là do Goku đã hết sức rồi? 26. Susanoo khổng lồ. Hay còn được gọi là Susaku như mấy bạn dịch truyện đặt, Goku kích hoạt được nó khi chiến đấu với Moro hợp nhất trái đất và tấn công giữ chân thằng Ga. Với trạng thái bản năng vô cực hoàn hảo, Goku có thể giải phóng năng lượng của mình để tạo một con Titan siêu to khổng lồ cùng chiến đấu. Nó có thể tương tác vật lý y hệt người thật với sức mạnh khủng hoảng. Trạng thái này dùng để đi đấm nhau với bọn Oroku là hết nước chấm luôn. 27. Xiuxian cuồng chiến. Trong các sự kiện ở hành tinh ngục tù của Super Dragon Ball Hero, Xiuxian 2 Goku đã bị nhiễm hào quang tà ác của Kamber. Từ đó cậu ta cũng trở nên tà ác. Hào quang quanh cơ thể tối dần thành màu cam bọc đen với những luồng điện tím. Da chuyển sang màu đen, mắt trắng giả thể hiện sự vô ý thức. Các skill trưởng ki cũng đen luôn. Anh ta không còn kiềm chế được bản thân mình và bắt đầu chuyển sang đấm mấy thằng đồng đội. 28. Xiuxian Blue cuồng chiến. Cũng là Goku, nhưng chưa rút được kinh nghiệm của mình, dạng Blue vẫn có thể nhiễm tà ác như dạng cùi. Lần này không phải là đấm thằng Kamber nữa, mà bị gã gu hà hơi lây nhiễm cái luồng khí tà ác của Kum vào mặt Goku. Lần này sức mạnh của Blue gần như vô dụng, khi Goku không thể sử dụng được võ thuật bậc cao hay điều khiển ki thuần thục, chỉ có thể dùng sức mạnh thuần lao vô đấm nhau như dã thú mà thôi. 29. Goku Super Saiyan Blue Universe siêu vũ trụ. Trong cuộc đại chiến không thời gian mới của Super Dragon Ball Hero, Goku đã hấp thụ và khai thác sử dụng sức mạnh của cây vũ trụ. Sau đó anh đạt đến trạng thái này. Về căn bản ngoại hình nó tương tự như Super Saiyan Blue Evolver của Vegeta. Da anh ta có màu xanh lục vàng, chỗ tóc tối càng tối, chỗ tóc sáng càng chói, tạo nên sự tương phản mạnh. Hào quang Goku to lớn hơn và có thêm hình dạng đuôi ánh sáng kiểu như tua năng lượng của cây vũ trụ. Goku trong dạng này đã có thể tiêu diệt cả phu siêu cấp vô địch, trong khi gã đó lấp mọi dạng toàn bộ sức mạnh con chim của mình. Con chim thảm họa Doggy Doggy các bạn nha. Từ 30 đến 33, Nitto Goku. Đây là Goku 50 tuổi xuất hiện trong Dragon Ball GT. Đến tận 6 dạng sau vẫn là Dragon Ball GT. Ở đây anh ta đã bị rồng thần biến lại thành trạng thái 11 tuổi. Dạng này anh có đầy đủ sức mạnh như là người lớn, nhưng cơ thể không thể giữ ki được lâu. Có nghĩa là anh gặp khó khăn khi giữ các trạng thái biến hình cùng với việc đánh nhau lâu dài. Ở trạng thái này anh ta vẫn có thể hóa thành các dạng Super Saiyan căn bản như là 31 Super Saiyan 1, 32 Super Saiyan 2, 33 Super Saiyan 3. Chỉ có dạng Super Saiyan 2 là xuất hiện tháng qua khi anh ta hóa Super Saiyan 4, chứ chẳng dùng để đánh nhau trong cái phim này. 34. Khỉ đột khổng lồ vàng Gold. Khi không có đường để chơi thằng em bé Baby,
Oka đã nảy ra ý tưởng kéo đuôi Goku để nó dài ra như cũ. Khi Goku bé nhìn về trái đất thì Sóng Blue đã hóa cậu ta thành tinh tinh khổng lồ. Kết hợp với dạng Super Saiyan, anh ta đã có được hình dạng khỉ vàng siêu to khổng lồ vô cùng mạnh mẽ. Ở dạng này đánh cho không cha con thằng nào chịu nổi cả. Goku còn có thể nhổ quả cầu lửa từ mồm của mình để thiêu đốt tất cả. Tuy nhiên, anh mất đi lý trí trở nên vô ý thức đánh phá lung tung không có ai ra gì. 35. Siêu Saiyan cấp 4. Dạng này đôi khi không được coi là Siêu Saiyan, mà gọi là Super Goku 4 vì nó không phải là dạng Siêu Saiyan truyền thống sơn tóc tăng sức mạnh. Hình thức này Goku có được sau khi được bé Pan thông não ở dạng khỉ vàng. Con khỉ lấy được lý trí trở về dạng người đặc biệt. Goku từ một đứa em bé đã trở thành một người trưởng thành, cơ bắp to lớn cao gần bằng Piccolo, lông tóc khóa đỏ mọc dài từ lưng tới tận mông nhưng chừa ra cái ngực và một số bộ phận quan trọng, hẳn là Chi Chi thích lắm. À, chỗ nào quan trọng ta? Đó là khuôn mặt cùng lòng bàn tay. Vì lông kính lưng nên anh chỉ mặc quần không mặc áo. Dạng này mạnh hơn nhiều so với Super Saiyan 3, nhưng lại ít nhược điểm hơn hẳn. Ki cũng không thoát ra ngoài, khi nào thoát dạng thì Goku lại trở thành em bé. 36. Siêu Saiyan cấp 4 full năng lượng, Super Full Power Saiyan 4. Đây là một trạng thái đặc biệt có được bằng cách thu thập đủ năng lượng để đẩy cơ thể của anh vượt qua trạng thái bình thường của Super Saiyan. Khi Baby hóa thành khỉ vàng vô cùng mạnh mẽ đánh cho cả bầy trái đất lẫn Saiyan phải quỳ xuống để mà khóc lóc, thì Goku cũng chuyển sang xin xỏ năng lượng từ 4 Saiyan khác, Gohan, Goten, Chen và Fan để mở trạng thái này. Ở trạng thái này Goku được bút sức lên tận nóc, mọi giác quan khả năng tăng trưởng hấp thụ được cả đòn đánh cùng tia năng lượng của đối phương, lại còn tự đề kháng, tự phản ứng như là bản năng vô cực. Với dạng này anh làm bá chủ, anh chống lại được mọi thực thể trong phim, trừ mỗi thằng chùm cuối Omega Shenron là nó múc lại anh. 37. Goku vô lý, Goku Unbelievable. Đây là dạng ảo ma Canada nhất khi Goku chống lại với thực thể mạnh tuyệt đối Omega Shenron trong Dragon Ball GT. Rất có thể Goku đã chết hoàn toàn ở trạng thái cuối cùng này. Trước đó anh bị Omega Shenron đánh chết một cách thảm hại, hoặc anh ta đã trở thành một thực thể hoàn toàn khác dạng so với nhân loại. Lúc này Goku trong dạng nhỏ bé của mình đã được bọc một lớp hào quang mỏng tan như có khả năng hack game thủ bất tử Imoto chống lại mọi đòn đánh từ bên ngoài. Ngay cả chiêu cuối của siêu cấp vô địch rồng thần Omega cũng không làm cho Goku rụng được một cọng lông chân. Cuối cùng, Omega bị kết liễu bởi một đòn ki cũng hắc không kém. Đó chính là một quả cầu khinh khi hấp thu năng lượng từ toàn cõi vũ trụ đến một nơi chỉ trong vài phút đồng hồ. Ảo thế nhỉ? 38. Siêu Saiyan cấp 4 trang đầy sức mạnh năng lượng phá vỡ giới hạn, Super Full Power Saiyan 4 Limited Breaker. Dạng này có trong Super Dragon Ball Hero trong trận chiến chống lại Ganem 3. Lúc này đấm không có lại, nên Goku Blue, Vegeta Blue, God Chun và Bé Pan đã truyền toàn bộ sức mạnh của mình vào Xeno Super Saiyan 4 Goku và Xeno Super Saiyan 4 Vegeta. Bản thân Xeno Goku vẫn chính là Goku nhưng thuộc một dòng thời gian khác, và anh ta trở thành Super Full Power Saiyan 4 Limited Breaker. Trong cơ thể này anh ta giữ lại cơ thể Super Saiyan 4 của mình, cơ mà vẻ ngoài trở thành một dạng giống như là Gogeta Super Saiyan 4. Lông tóc đều trở thành màu đỏ, xung quanh là một luồng ki chảy theo dòng kiểu như bản năng vô cực hoàn thiện. Dạng này có sức mạnh vượt xa dạng Full Power 4 thông thường nhiều. Các dạng căn bản của Goku trong phim và ngoài truyện chính thống đã hết. Chúng ta hãy đến các dạng cực kỳ bá đạo ở trong game, hoặc là do fan nghĩ ra rồi chế thêm chứ không có can thiệp của tác giả. Đó là 39. Cơ thể Vegeta. Sự kiện này chỉ có trong game Xenoverse. Trong một dòng thời gian song song đã bị thay đổi thì đội trưởng Ginyu đã cướp xác của Vegeta, sau đó cùng đồng đội của mình tấn công Goku. Tiếp theo đó Ginyu lại cướp thấy cơ thể của Goku, thành ra Goku lại có cơ thể của Vegeta. Vì trong game này anh ta không phải là nhân vật chính nên dễ dàng bị đánh bại. 40. Siêu Saiyan 4 Kaioken. Cái này chỉ có trong game Xenoverse 2 thôi chứ chuyện với phim cóc có. Ở cốt truyện trong game thì Goku đã có thể kết hợp Kaioken với Super Saiyan 4 tăng đáng kể sức mạnh của mình. 41. Siêu Saiyan cấp 5. Dạng này không hề có trong chính truyện ngoại truyện, thậm chí là game chính thức đã mua bản quyền từ tác giả. Super Saiyan cấp 5 được Bulma đề cập sơ qua ở Dragon Ball GT khi muốn biến Vegeta thành Super Saiyan 4. Nhưng Vegeta chỉ lên được 4 thôi. Một họa sĩ đã vẽ minh họa cái trạng thái này lên bì báo của Tây Ban Nha khi Dragon Ball GT kết thúc, khiến người ta tin rằng một series mới là Dragon Ball AF có dạng Saiyan này. Tuy nhiên tin vịt thôi, hình ảnh Super Saiyan 5 này vẫn rất nổi tiếng dù nó không có thật. 42. Super Saiyan cấp 100. Theo logic trước thời Dragon Ball Super,
thì càng lên cấp cao tóc của Goku càng dài ra. Và Defend đã chế ra dạng cấp 100 với full tóc che hết người. Không ngờ tác giả quay xe sang sơn màu tóc chứ không nối tóc nữa. 43. Goku Omikin. Lúc này Goku đã vĩnh viễn có bản năng vô cực và anh ta mặc trang phục của vua vạn vật. Trên trán có ký tự A ngược. Nếu đã trở thành vua của vũ trụ rồi thì đánh đấm gì nữa cha. 44. Infinity Goku. Goku vô cực có bộ tóc vô cùng dài như Super Saiyan có 100. Không chỉ vài trạng thái đó còn thấm nhuần bản năng vô cực hoàn hảo. Mắt đen tròng trắng, trên trán có ký tự vô cực. 45. Goku Mui Cop Mist. Lúc này Goku đã trở thành một thực thể vũ trụ rồi. Sức mạnh ghê gớm như những thực thể tối cường ở trong comic. Anh không còn hình dáng rõ ràng nữa, mà bản thân anh đã là một loại vũ trụ. 46. Drip Goku. Là một tác phẩm fanmade khi Goku mặc một cái áo Twin Supreme cùng một cái áo North Face. Hình tượng này rất được ưa chuộng bởi fan, nên Goku Drip đã được đưa vào các video fanmade chiến đấu. Goku đã đạt được trạng thái Drip sau khi chiến đấu Frieza Ngọc Lục Bảo. Tại thực tế chứng minh rằng Goku bản năng vô cực không thể chống lại gã Emerald Frieza này. Trong trạng thái Drip, Goku khá là nghệ trong chiến đấu. Anh dễ dàng né đòn theo một phong cách hip hop nhất. Những động tác cơ thể khi tấn công cũng rất là nghệ nha. Sức mạnh có thể nói là vô biên, đánh sập nhiều kẻ thù nguy hiểm. Ngoài những dạng này ra, bạn thấy thiếu những dạng nào nữa hãy comment ở dưới nghe. Bác sẽ ghim comment bổ sung thú vị nhất. Video kết thúc tại đây. Bay cảm ơn bạn đã xem hết tập. Và rằng đừng quên nhấn đăng ký kênh bạn nhé. Nếu muốn xem tiếp, các bạn có thể vào trong kênh Bay và tìm những nội dung tương tự về anime mà bạn thích. Nếu yêu thích sưu tập trang bị anime thì hãy tìm kênh Bay Store nghe. Còn bây giờ thì bye bye fly.